Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên kênh VTC14. Sau đây là thông tin chi tiết. Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành rà soát lại vị trí đặt các trạm thu phí và cả nước hiện có 88 trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trong đó Bộ Giao thông Vận tải quản lý 73 trạm. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trong 17 trạm thu phí đi lạc thì Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xóa 1 trạm, gộp 1 trạm và giữ 15 trạm. Sau rà soát, Bộ Giao thông Vận tải đã xác định có 17 trạm thu phí BOT bất cập về vị trí đặt trạm, cần có giải pháp xử lý. Về xử lý bất cập trong việc đặt trạm thu phí BOT Nam Hải Vân, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng và đã có quyết định cục trạm Nam Hải Vân thu chung với trạm Bắc Hải Vân để thu phí hoàn vốn cho hai dự án hầm Đèo Cả và dự án hầm Phú Gia, Phước Tượng do cự ly quá gần. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trạm Sơn La - Túy Loan đặt trên tuyến cao tốc Sơn La - Túy Loan đầu tư theo hình thức BT là không phù hợp vì đầu tư một nơi, thu phí một nơi và thu trên tuyến đường đầu tư theo hình thức BT. Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với nhà đầu tư tính toán lại hiệu quả tài chính của dự án, sẽ báo cáo với Thủ tướng theo hướng không lập trạm Sơn La - Túy Loan, nhà nước bố trí nguồn vốn để hỗ trợ nếu cần. Như vậy trong 17 trạm thu phí có 1 trạm bị bỏ, 1 trạm gộp và 15 trạm giữ nguyên. Sau trận mưa lớn kéo dài vào chiều tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 6, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu, siêu máy bơm không thể phát huy tác dụng vì nước không về. Đại diện các bên liên quan đã tổ chức kiểm tra và phát hiện một tấm ván lớn chặn ngay lưới chắn sát máy bơm cũng như là khối sa bần lớn cùng nhiều bao cát trong hệ thống cống thu nước. Chủ đầu tư cho rằng đây là hành động có yếu tố phá hoại nên đề nghị thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lực lượng công an vào cuộc kiểm tra. Sau khi kiểm tra hệ thống cống, thì đoàn kiểm tra đã phát hiện một tấm ván ZF dài 1,3m, rộng 30cm, dày 2,5cm nằm chắn ngang lưới chắn rác của máy bơm. Phía chủ đầu tư cho rằng thì một tấm ván có kích thước lớn như vậy không thể tự nhiên rơi xuống cống làm chặn dòng chảy như vậy. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện rất nhiều bao tải có kích thước lớn, bên trong vẫn còn bùn, đất và các tạp chất khác. Theo chủ đầu tư, đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, nước không thể chảy về, trạm thu khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân khổ sở khi di chuyển qua đoạn đường này là điều bất thường. Bởi cách đây chưa lâu, hệ thống cống dọc và băng ngang đường đã được nạo vét sạch. Trong trận mưa ngày 19 tháng 5, máy bơm hoạt động tốt khi chỉ dùng 50% công suất đã hút sạch nước sau trận mưa, được cho là lớn nhất 2 năm gần đây. Vừa qua, hàng loạt phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines đã đồng loạt xin nghỉ việc vì cho rằng hãng hàng không quốc gia đang vi phạm luật lao động và môi trường làm việc không đảm bảo. Thế nhưng phía Vietnam Airlines không đồng ý cho những phi công này nghỉ việc, vì nếu đồng ý cho những phi công này nghỉ việc thì Vietnam Airlines sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Vì vậy, những phi công này đã gửi đơn yêu cầu tới Bộ Giao thông Vận tải để được giải quyết. Trước câu hỏi về việc nhiều phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines đòi nghỉ việc và đề nghị giải quyết và các vấn đề tồn lại từ lâu, đại diện Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh hãng hàng không là lĩnh vực đặc biệt liên quan đến an toàn, an ninh hàng không, do đó cần tuân thủ các hiệp định, nghị định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO một cách rất khắt khe. Bên cạnh đó thì việc thay thế một phi công là cả một quá trình. Do đó trong thông tư số 21 của Luật Hàng không Dân dụng quy định, nhân viên hàng không trình độ cao hơn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động là 120 ngày. Đối với người lao động, hợp đồng không xác định thời hạn, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước với người sử dụng lao động ít nhất là 45 ngày. Như vậy, luật lao động chỉ quy định mức độ giới hạn tối thiểu, chứ không quy định mức độ tối đa số ngày. Thưa quý vị và các bạn, xe hết hạn đăng kiểm, xe không đủ tiêu chuẩn vận chuyển chất nguy hiểm dễ cháy nổ, nhưng lại vẫn thường xuyên chở một lượng không nhỏ xăng dầu cung cấp cho các tàu thuyền đánh bắt thủy sản. Tình trạng này đang diễn ra tại cảng cá Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, một trong hai cảng cá lớn nhất tỉnh Phú Yên. Chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm ít nhất là vài năm, là dạng xe tải nhỏ, không có chức năng và cũng không được phép vận chuyển xăng dầu. Thế nhưng, chủ phương tiện đã lắp đặt một bồn chở dầu trên xe để cung cấp dầu cho các tàu thuyền đánh bắt thủy sản theo kiểu di động. Tài xế sau khi di chuyển xe tới đây, gặp lực lượng chức năng đã bỏ trốn. Không chỉ một mà thường xuyên có nhiều xe chở xăng dầu dạng như thế này hoạt động tại cảng cá Phú Lạc.
Thực tế kiểm tra tại cái khu vực mà cái cảng cá thì cũng nhìn thấy có hai cái phương tiện vận chuyển dầu cấp cho các cái tàu thuyền ở cái trong khu vực cảng cá thì nó không có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể là hai cái phương tiện này, thứ nhất là không có được cái cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy kiểm tra cấp phép, nhưng mà họ vẫn vận chuyển cái dầu để cấp phát cho các cái tàu thuyền để mà vươn khơi bám biển. Gần đây nó có còn tồn tại là ở trong khu vực cảng cá Phú Lạc có khoảng 4 cái cơ sở cửa hàng xăng dầu sử dụng cái xe không chuyên dùng để mà vận chuyển dầu cung cấp cho chủ tàu cá đi biển. Thì việc này chúng tôi đã có báo cáo với Sở Công Thương, cơ quan cấp phép, và đối với ban quản lý cảng cá chúng tôi thì cũng đã mời các cái hộ này để mà tuyên truyền vận động và đề nghị các cái hộ này chấp hành nghiêm cái nghị định 67 năm 2007 của Chính phủ quy định về vấn đề là xử phạt hành chính trong cái lĩnh vực xăng dầu. Hiện nay, hầu hết các phương tiện đánh bắt thủy sản được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với ban quản lý cảng cá Phú Lạc đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tập huấn về kỹ năng phòng chống cháy nổ cho ngư dân. Tuy nhiên, việc tiếp nhận nhiên liệu cho các tàu cá hiện chưa đảm bảo yêu cầu, gây mất an toàn về cháy nổ cho người và phương tiện ra vào cảng cá. Đã có một trường hợp phát cháy tàu cá ngay tại cảng nhưng đã được dập tắt kịp thời. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 3 tháng 6 trên dốc đường mùng 1 tháng 4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 15B-02236 chở 20 người di chuyển đến dốc chợ Cát Bà đã bất ngờ mất phanh, tông vào xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 88B-00799 đang đỗ trước cửa nhà nghỉ Hạnh Hoa số 111 đường mùng 1 tháng 4. Chiếc xe khách chỉ dừng lại sau khi đâm vào trước cửa nhà số 84. Trong nhà có 4 người nhưng rất may không có ai bị thương. Hậu quả, 10 người trên xe khách 29 chỗ bị thương tại hiện trường. Chiếc xe khách 29 chỗ có phần đầu biến dạng, xe 16 chỗ phần đầu bị hư hỏng và nằm ngang đường. Mảnh vỡ của các phương tiện vương vãi khắp mặt đường. Mặc dù có biển cấm đi ngược chiều, bảng thông báo và thậm chí là lực lượng chức năng lập chốt, phân luồng, thế nhưng nhiều người điều khiển phương tiện giao thông vẫn cố tình đi vào phần đường cấm trên tuyến đường Cát Linh Hà Nội. Theo đó, để phục vụ thi công ga ngầm S10 của dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội, từ ngày 16 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải áp dụng phương pháp thử nghiệm việc tổ chức lại giao thông trên phố Cát Linh Đống Đa Hà Nội. Một đoạn đường trên phố Cát Linh sẽ cấm lưu thông một chiều đường, cụ thể từ đoạn giao Trịnh Hoài Đức đến phố Giảng Võ. Tuy nhiên, lệnh cấm này không có tác dụng với những người tham gia giao thông. Trưa ngày 2 tháng 6, tại ngã tư đường Hồ Chí Minh, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ, xe Innova biển kiểm soát 18A-08304 đang chạy thì đánh rơm cuốn vào ống bô dưới gầm xe và bốc cháy đùng đùng, khói bốc mịt mù. May mắn, một xe đầu kéo chạy phía sau xe này phát hiện và đã báo cho tài xế dừng lại. Sau đó, tài xế xe Innova và tài xế xe đầu kéo dùng nước mui từ xe đầu kéo và bẻ cành cây ven đường để dập tắt ngọn lửa. Sau khi clip rơm cuốn ống bô xe Innova cháy bùng bùng giữa trưa nắng được đưa lên mạng, nhiều tài xế tỏ ra lo lắng vì đang là ngày mùa, lại đúng những ngày nóng. Nhưng trên nhiều tuyến đường giao thông, nhất là ở các vùng quê, vẫn phơi rơm rạ kín đường. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều qua, đảo Lý Sơn có mưa rông, biển động mạnh. Sáng ngày 3 tháng 6, sức gió trên đảo cấp 6, cấp 7. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý đảo Lý Sơn đã đóng cảng, cấm tất cả các tàu khách và tàu cá ngư dân xuất bến. Đại diện huyện Lý Sơn cho biết, do thời tiết xấu rơi vào dịp cuối tuần, nên lượng du khách lên đến hàng nghìn người. Chiều qua, ban quản lý cảng Lý Sơn đã điều tàu cao tốc đưa 1.000 du khách vào đất liền, nhưng vẫn còn 2.000 người chưa thể rời đảo. Do sợ muộn lịch trình, nhiều đoàn khách nôn nóng,
góp tiền thuê tàu khách, tàu cá của ngư dân để về đất liền. Nhưng lãnh đạo huyện đã kịp thời ngăn cản. Phó Chủ tịch huyện cho biết đã cho di chuyển 12 tàu khách và 35 tàu cá khu vực An Vĩnh xuống vùng neo đậu tàu thuyền An Hải để tránh trú an toàn. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào, lên đường bắt xe, xe khách đua tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, đến ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ cấm xe 3-4 bánh tự chế dùng để chở người, chở hàng hóa công cành. Những xe không đủ điều kiện lưu hành sẽ bị thu hồi và tiêu hủy. Để nhận được sự đồng thuận của chính các chủ xe 3 bánh là thương bệnh binh, Hà Nội đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ tiền lương và công việc mới ổn định cho những người này. Tuy nhiên, khi chỉ còn một tháng nữa là đến thời hạn xóa sổ xe 3 bánh, lời hứa này vẫn chưa được ai thực hiện. Là cựu thương binh 22% thương tật, người đàn ông này đã bắt đầu công việc chạy xe lam, xe ba bánh từ chục năm nay. Bản thân đau ốm, gia cảnh nghèo đói, người chiến sĩ một đời cầm súng chiến trận, nay quay trở lại với đời thường với một cuộc chiến mới, cơm áo gạo tiền. Gia đình nó hoàn cảnh rồi, đến bây giờ là còn khỏe mạnh mới được cái này, đi ra làm thế này thì cũng cố gắng mà làm. Không phiền hà đến nhà nước nhiều, nhà nước quan tâm được bao nhiêu quan tâm thôi. Dừng là chắc là nâm vào cuộc khó khăn đấy, công nợ nó vẫn cứ còn đang dính chứ không cần hết. Nói là nhìn vậy thôi nhưng mà mỗi ngày giờ phải 70-80 bạc tiền thuốc. Đã một năm trôi qua, hiện không rõ đã có bao nhiêu thương binh được đào tạo chuyển đổi nghề mới, hay mức hỗ trợ lương học việc, lương hưu trí thương binh là bao nhiêu. Trong khi thời hạn xóa sổ xe ba bánh chỉ còn tính bằng ngày. Chúng tôi rất mong được cái sự nghĩa là quan tâm của Sở Giao thông Vận tải và Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ cho chúng tôi một cái lối thoát để chúng tôi có điều kiện chúng tôi làm ăn sinh sống ở tại thành phố. Nếu có chương trình đổi xe mới thì cũng phải cho chúng tôi biết và kế hoạch phương án như thế nào, cũng đừng để chúng tôi là chơi vơi giữa nghĩa là công ăn việc làm không có. Năm qua thì lợi dụng cái việc chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước đối với cái người đã từng cống hiến xương máu cho đất nước, những người thương binh thì cũng có cấp đăng ký cho một số các cái trường hợp là thương binh để tạo điều kiện cho những người như vậy là có phương tiện để di chuyển, sử dụng cái xe ba bánh làm phương tiện di chuyển. Tuy nhiên thì là cái lợi dụng cái chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với số thương binh thật như vậy thì có một số các trường hợp giả danh thương binh cũng như thể là những cái đối tượng mà có cái hành vi lợi dụng cái chính sách như vậy, sử dụng cái phương tiện xe ba bánh làm cái phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa. Thống kê cho thấy trên địa bàn Hà Nội có gần 4.300 xe 3-4 bánh tự chế đang hoạt động.
nhưng chỉ có 33 xe được đăng ký cấp phép lưu hành. Con số này đồng nghĩa với việc 99% xe 3-4 bánh còn lại đang hoạt động trái phép. Và theo ngành chức năng, rất khó để xóa sổ triệt để những xe thương binh hoạt động trái hình này. Bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 6 năm 2018 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.